Chào mọi người nha. Trận này tường thuật từ số 15 nha. Giữa hai đội Việt Thắm trên lưới rồi. Đây có camera ghi lại rồi. Bà Nhiên này bị lưới đây. Một bên là Trung Khanh Nhiên. Tỷ số hiện tại đang là 16-7. Rồi xong. Đó, anh Khanh anh nổi giận lên ha, đau tay và quýnh được trái sai vậy đúng không? Bóp, bóp. Rồi xong. Phá hoại mà. Chín mười bảy. Tao bây giờ trong đầu phải suy nghĩ tới một cái chuyện là loại ngược dòng hoặc một gì đi chứ anh Khanh. Ai đội trưởng hợp đội lại coi. Rồi xong luôn. Mất khí thế thua luôn nè. 9-19. Không chín. 20-9. Rồi Nhiên. Rồi xong. Xong. Chưa xong nữa hả? Rồi xong 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 xong. Xong xong. Xong xong xong. Rồi trận đấu kết thúc trong buồn tẻ. Nói chung là trận đấu này là một trong những đấu mà không phải là nó dở nhưng mà nó kết thúc trong buồn tẻ đó. Trong nỗi buồn của một số người á. À chào mọi người.